tục. Bây giờ Tuyên sẽ phóng lên bây giờ Tuyên sẽ phóng sinh hồi hướng 49 ngày cho hương linh Khổng Tường Phát, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1983, mất ngày 19 tháng 8. Năm 2021 do dịch bệnh Covid-19. Hôm nay có ngày 10 cho anh. Em quá trời. Mấy cá sơn về cho vịt em ăn cũng được. Ủa sao của anh bên này chết dữ vậy? Chưa lựa hả?